Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Toyota Avanza nhé, dòng xe MPV giá rẻ của nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 1 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách tăng cường ưu đãi ở cái thời điểm giữa tháng 1 của 2024 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu muốn sở hữu cái dòng xe MPV giá rẻ này sẽ có thể nắm được. Với dòng xe Avanza này thì sẽ có hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Avanza MT và phiên bản Avanza CVT anh em ạ. Vậy thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo và xem theo dõi xuyên suốt video để nắm được cái chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng Avanza này em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Avanza MT. Bản này thì đang có mức giá là 558 triệu. Hiện tại sau khi hết thuế trước bạ thì cái mức ưu đãi của cái dòng xe Avanza này được tăng cường lên thêm 10 triệu nữa, tổng là 45 triệu. Quà tặng theo xe thì tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 598 triệu. Trả góp thì đang là 166 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 586 triệu. Trả góp thì đang là 154 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 568 triệu. Trả góp thì đang là 136 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại thì cái bản Avanza MT này bên em đang rất nhiều xe để có thể giao ngay cho anh em. Và anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán cạnh tranh nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Avanza CVT. Bản này thì đang có mức giá là 598 triệu. Cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang tăng cường lên thêm 10 triệu nữa so với cái thời điểm trong tháng 12, đúng không ạ? Và cái mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ anh em rất là sâu. Và quà tặng thì vẫn tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Nhưng cái quyền linh động nó vẫn còn có thể tăng thêm khi anh em thực sự quan tâm và gọi điện ngay cho em ở thời điểm này anh em ạ. Và em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em hình dung được cái con số cần chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhá, anh em chuẩn bị cho em là 632 triệu. Trả góp thì đang là 174 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 620 triệu. Trả góp thì đang là 163 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 602 triệu, trả góp thì đang là 144 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Toyota Avanza này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất ở thời điểm này anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.